Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Như các bác biết rồi thì Mỹ một tiêu chuẩn mới về cái điện đó là cái dây như này. Hôm trước em có giới thiệu thì đây này, hôm nay em đấu sẵn đây. Đấu sẵn đi một đống cho các bác này. Dây ổ 4 và dây ổ 3 nhé. Dây ổ 4 thì em đang hết rồi, hết ổ để mà mua. Đấy, có đúng một cái ổ thôi. Còn lại là dây ổ 3. Như dây này thì em bán là 25.000 một sợi này. Hiện tại nó còn khá là nhiều đấy nhé. Đây còn cả ăng lô sắc sông này. Các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp với em. Dây tiêu chuẩn USA APC, dây Việt Nam xuất đi Mỹ, được chưa? Wow. Dây xịn chính hãng nhá. Đây những cái bộ dây này thì em bán là 120.000 một ổ này. Em lãi được có mấy chục nghìn tiền công thôi. Đấy từ hai ổ, tức là hai ổ này là 240.000. Dây chiều dài là 1m7 nhá. Nói là 1 ni 3. Tiêu chuẩn Mỹ, phích cắm đạt tiêu chuẩn này. Đấy. Về các bác không cần cắm mát thì các bác nên kìm bẻ cái chân mát này đi. Đấy, tiêu chuẩn Mỹ nhá. Dây này thì phù hợp vào các bác cái kiểu như là ổ cắm nguồn rồi là đấu nó kiểu như là quản lý nguồn ấy. Đấy, thì sử dụng những ổ này nó khá là hợp lý mà chơi gia đình cũng được, sử dụng gia đình. Đấy. Và những cái ổ cục lưu điện kia em toàn sử dụng là của APC hết, tất tần tật hết, thấy chưa? Đều là ổ xịn hết. Nên là các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp với em. Ổ này 120 nhá. Đấy, và cái ổ 4 này thì nó 130, nó chỉ đắt hơn tí thôi. Và được có tí tiền công đóng gói rồi. Đấy. Giá trên là bao ship nhá. Đấy, 120 một ổ, 130 một ổ. Đấy, lấy hai ổ thì vui hơn nhiều. Lấy một ổ nghe có vẻ hơi khó chịu. Tiền ship là mấy chục nghìn rồi. Các bác đừng tiêu đắt nữa nhá. Em nói luôn đấy, ship là mấy chục nghìn rồi. Nên các bác tiêu đắt nữa ít thôi. Đấy. Đây đầu cắm đây, em đã đầu sẵn hết rồi. Cái này cắm thì nó rất là chắc chắn. Đây, em sẽ ví dụ ngay trên kia. Cái ốc cắm này, rút cái quạt ra, các bác xem nhé, cắm phát là đèn nó sẽ sáng luôn này. Đấy, xong là cắm cái quạt vào đây này, thể hiện cho các bác xem này. Đấy, quạt lại quay. Đấy, khá là chắc chắn. Đây, ổ APC này, đúng xịn chưa? Tất tần tật ổ cắm đều được thử nhá. Cắm gầu nào ổ đó nó sáng đèn, cắm rất là xịn. Đấy, thử gầu này cho các bác yên tâm. Còn lại bảo này, ông em đấu toàn đấu chập ổ cắm vào đoàn và thì đây. Đó. Nói chung là cái ổ cắm này thì nhiều các bác cũng kêu lắm, và cũng cái ổ cắm khoe thì em cũng khoe luôn các bác này. Hiện tại em đang có cái nô này, thì này là 120.000 một sợi. Đấy, dây theo kiểu đấu là như này, em còn có vài chiếc nhá. Đây là những đơn hàng mà em đóng sẵn đây này. Đấy. Đơn hàng em đóng sẵn thì đây như thế này. Em sẽ mở ra cho các bác xem. Đấy. Dây đóng sẵn đây, đấu sẵn đây. APC tiêu chuẩn Mỹ, chuyên dùng cho các bác cắm cục đẩy, công suất rất là lớn thì sử dụng cái rác này. Đấy. Ok các bác nhé. Thì trên đây là những cái dây rác em đang đấu sẵn như này. Các bác cần cái gì thì liên hệ trực tiếp với em. Ngoài ra những cái ổ cắm này thì em có đấu sẵn cả dây tín hiệu nữa. Thì đây những cái dây tín hiệu kiểu rắc là dây rắc speak công, rắc ca lông. Em cũng có đấu sẵn, dây này là 3m một dây. Đấy. 3m một dây. 120.000 một sợi. Hai sợi là 200.000 bao ship, được chưa? 120.000 một sợi. À, nó đắt bởi vì cái tiền phí ship nên là các bác đừng có kêu, còn lấy nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn. Ví dụ lấy mà không bao ship thì là 70.000 một sợi. Đấy, giá thì chỉ ngang với các bác đi mua các loại dây rẻ tiền thôi. Riêng cái tiền rác này thôi đã vào 25.000 một cái rồi. Đấy, 25.000 một cái. Em bán rất là rẻ. Đấy. Em nói luôn đấy nhá, nhiều thì còn lại tí, nhưng còn ít thì em bán gần như là hòa. Bán cho vui thôi. Đấy, chiến trường anh em vừa có đấu và hàn xong. Đấy, các bác xem nhá. Dây rác đều được kiểm tra, kiểm định rõ ràng. Đấy, các bác cần cái gì thì hãy trực tiếp với em. Ví dụ mua dây không thôi, đây. Là một là sợi 25.000, 4 sợi là 100. Đấy, 25.000 một sợi nha. Chưa ship. 4 sợi 100.000 em cũng không ship đâu. Đấy, ví dụ lấy 4 sợi thì em cũng không ship đâu, phải ship nó mất 30 rồi. Cơ bản những cái vớ vẩn này ship nó toàn 20 đến 30.000 trên một kiện hàng. Đấy, nó đắt đấy mà cái hàng này em nói thật nhiều các bác vui tính lắm, cứ đặt xong là bom, em không muốn bán lắm. Dạo gần đây rảnh rỗi thì có làm ra một ít các cái hàng như này, để các bác nào có thích thì em sẽ bán cùng với cái hàng gì đó, ví dụ mua đẩy, anh lấy thêm cổ cắm, anh lấy thêm cái dây rắc,
ok đấy, tính tiền nó dễ. Ok nhá, để các bác nào quan tâm hẹn trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.